Quyết đấu. Rồi. Đây là trận quyết đấu giữa MG và gì ạ? Và Dark Lord. MG thì không cần búp gì cả. Cứ lao vào là chém thôi. Tiến lại gần này. Chém. Cộng máu chém, chết. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người lại quay trở lại với tựa game MU Online. Và đây là con game MU-BK.com. Thì hôm nay em sẽ review ác MG chiến. Đây, MG chiến. Danh hiệu mắc này, tu chân là cấp mấy đây? Kiểm tra. Danh hiệu là mắc rồi. Đây, danh hiệu là mắc rồi nhá. Cấp 22 là mắc này, tăng 40.000 thủ này và tăng 40.000 máu là mắc rồi. Tiếp tục là tu chân này. Tu chân hiện giờ đang là cấp 13 và tăng 26% sát thương. Đấy. Tối đa là 40 cấp, bây giờ đang là 13 thôi. Rồi, tiếp tục. Bây giờ đến đồ, đồ cũng có một set cấp 4 hỏa thần. Tăng 50% sát thương này. Cứ set cấp 4 là tăng 50% sát thương. Class nào cũng vậy. Cứ set cấp 4 là gì ạ? Chỉ số giống nhau hết. Là tăng sát thương 50% và diện được cộng 20.000 máu khi mà mặc đủ 4 món của set đồ đó. Đây. Set này là set hỏa thần cộng 13 và đã được khảm dòng vàng đã giảm sát thương 7%. Đấy, giảm sát thương 7%. Các bác chỉ cần cộng 13 thôi, không cần cộng 15. Cộng 15 thì nó chỉ hơn nhau cái sừng thôi. Còn đâu chỉ số nó như nhau. Chỉ số dòng giảm sát thương 7% là cộng 13 là mắc rồi. 7% là mắc rồi. Đấy, bác nào mà muốn ép lên cộng 15 cho có sừng ấy thì chúng ta có thể ép lên. Ngọc ngà thì săn huy chương vàng rất là nhiều, giờ rất là nhiều. Có cánh ma thuật này, cộng 15 này. Tiếp tục là đến pen. Pen này, pen gió này, 10%, 2%. Ring pen thì chưa có đồ full các nhá, chỉ có quần áo đầu đồ full thôi. Set đồ là đồ full thôi. Tiếp tục này, bộ ring này, ring thần này, ring thần Bro X tăng 30% sát thương này và loại bỏ phòng ngự đối phương là 45%. Dinh này là dinh thần X gồm có hai dòng, là dòng 4% sát thương và phản hồi 5%. Ring bây giờ săn côn đun ra là ring 3 dòng các bác nhé. Ring 3 dòng là ngon nhất rồi. Dinh 3 dòng nó là dinh 445, tức là 4% máu, 4% sát thương và 5% phản công. Thì các bác phải đi săn côn đun vào buổi tối sẽ rơi ra cái ring đấy. Còn ring này là ring bình thường thôi. Rồi tiếp tục là đến con pet tiểu DK. Tiểu DK này đấy, tăng 40% sát thương này, 50.000 máu. Đó là cộng lên này, 61.000 này. Đeo tiểu DLK lên là gì? Là 111.000. Rồi. Và một cái cánh cấp 3 cộng 15 cộng lắc thôi. Không có dòng mà phục hồi hoàn toàn HP. Cánh này bình thường thôi. Thì em đã làm một clip là gì hướng dẫn các bác kiếm đồ full thần từ cấp 1 đến cấp 3 rồi. Còn đây là set cấp 4. Để kiếm đồ thần cấp 4 thì các bác vào phím X thì thôi. Các bác vào gần Goblin này. Đó. Đây là đồ 380 này, 7 triệu Goblin này. Rồi item vĩnh viễn này. Đây các bác sẽ mua cái hộp sô cô la đỏ này nhá. Hộp sô cô la đỏ này thì các bác có thể mua trên các shop này hoặc là các bác đi săn côn đun. Săn côn đun là buổi tối đấy. Rơi cũng rất là nhiều cái hộp sô cô la đỏ này. Bây giờ em thử mua một hộp nhá. Thử mua một hộp này. Ném ra này. Đấy. Các bác hoàn toàn có thể mua bằng Goblin. Đây 300 Goblin. Bây giờ còn có 100.000 Goblin thôi. Hoặc có thể mua bằng WeCoin. WeCoin cũng vậy. Vĩnh viễn đâu. Đây. Cũng là 200.000 WeCoin. Hoặc là gì ạ? Hoặc là 200.000 Goblin. Đều được hết. Bây giờ các bác sẽ ném này ra. Thì mặc định nó sẽ là đồ full thần cấp 4 các bác nhé. Full thần cấp 4. Đây ném ra này. Ôi giời ơi. Giày thần long các bác ạ. Giày thần long nhưng mà không có lắc. Đấy. Nó chỉ khác nhau là chỉ có lắc và không có lắc thôi. Nó là full thần hết. Đây, chỉ số này. Chỉ số là gia tăng sức sát thương 50%. Ok chưa? Rồi bây giờ em sẽ đi test đam con MG này. Đấy, đồ đạc rất là dễ kiếm thôi. Ngọc ngà thì rơi rất nhiều. Giờ sẽ sang xem còn con Medusa nào không. Đấy, thường thường thì mọi người sẽ đi săn Medusa, săn Kundun bằng cách ấn phím H này lên này. Ấn phím H này lên. Hiện giờ đang là có rồng đỏ này, rồng vàng này, phù thủy trắng này. Medusa còn 40 phút nữa.
Nói chung boss rất là nhiều, do vậy các bác sẽ săn không hết được, cứ đi tìm thôi, kiểu gì cũng có. F10 này, ô đây rồi, đây rồi, một em Medusa ngay đây rồi, chắc là chưa ai săn. Đẹp đam này, ôi giời, 1 triệu đam nữa các anh nhá, X2 là 1 triệu đam luôn này, 1 triệu đam, 1 triệu không trăm, 1 triệu đam đến cao nhỉ, MG chém rất là nhanh các bác nhá, đam là 1 triệu không trăm 39 nghìn. Rồi ok, đây là con đao Hồng Long. Đao này là đao cấp 380. Đấy, cầm hai tay. Ngoài ra các bác có thể gì ạ? Dùng quét rác được. Cái quét rác đam lên chậm hơn này. Đấy, các bác dùng chém lửa thì lên thôi rồi. Thì mặc định là gì là 50.000 point, các bác cộng như nào cho hợp lý thì cộng. Rồi, còn điểm master đây, max là gì ạ? 400, hiện giờ đang là 399 rồi. Các bác cứ cộng như này. À, ở đây có đọc các chỉ số đây, các bác cộng theo chỉ số thôi. Đó, đây này, thường các cái dòng này ngon nhất này. Phục hồi HP này và phục hồi SD này, mấy cái dòng này ngon nhất này. X2 sát thương này. Đấy, phá giáp này. Bên này thủ này. Bên này công này. Bên này là hỗ trợ, bổ trợ. Rồi. Tiếp tục chém này. Đấy, 1 triệu. 1 triệu không trăm ba mấy nghìn đấy. Rồi bây giờ sẽ test sức mạnh của đao Hồng Long này đối với kiếm rồng nhá. Giờ em sẽ mặc một kiếm rồng lên này. Cộng 13, cộng 15 nhá. Đều như nhau cả, tại vì là gì? Cái dòng vàng đã mắc rồi. Dòng vàng đã mắc rồi. Cao nhất là gì? 2.900 này. Này cũng cao nhất là 2.900 thôi. Rồi đeo một kiếm rồng lên này. Là gì ạ? Bao nhiêu đây? Đam là gì ạ? X2 là 666.000. À 640.000 này. X2 một cái này là 640.000. Ok chưa? Giờ đeo hai kiếm lên. Đeo hai kiếm lên. Thì chúng ta sẽ được bao nhiêu đây? 940.000. Đấy, 940.000. Khi mà chúng ta đeo đồ rồng này lên nhá thì sẽ có hiệu ứng này. Thì có hiệu ứng gì à? Tăng đam và sức mạnh cho trang bị vũ khí rồng. Đó. Đeo hai kiếm này lên sẽ được là gì bao nhiêu đây? 940.000. Ok. Và khi chúng ta đeo một cái đao Hồng Long này lên cũng có hiệu ứng là gì ạ? Tăng đam này. Đấy, chém này sẽ là 1.040.000. Tức là hơn hai kiếm rồng này là 100.000 đam các bác nhá. Đấy. Hơn 100.000 đam đối với cầm hai kiếm rồng. Do vậy cầm đao Hồng Long này vẫn mạnh hơn. Quyết đấu. Rồi. Đây là trận quyết đấu giữa MG và gì ạ? Và Dark Lord. MG thì không cần búp gì cả. Cứ lao là chém thôi. Tiến lại gần này. Chém. Cộng máu chém, chết. Dark Lord được cái đánh xa các bác nhá. Dark Lord thì đánh xa hơn MG. Đấy. Đấy, MG không tiến lại gần được. Dark Lord mà đánh xa là MG là thua. Nhưng MG có cái chiêu 1 này này. Có cái chiêu 1 để tiến lại gần nhá. Tiến lại gần này. Đấy, xong vào chém. Đó. MG chém ngọt lắm. Mỗi tội là tay gần thôi. MG chiến sẽ là tay gần. Đấy, bắt đầu chiến. Tiến lại gần này. Chết luôn. Tụt SD là mất luôn. Rồi. Đâu rồi. Đắc lốt đâu. Đây rồi. Làm sao, làm sao, làm sao. Ô thôi vẫn chết này. Đây, sức mạnh, tăng max sức mạnh này. Tăng nhanh nhẹn này và tăng năng lượng có 6.000 thôi. Máu không tăng nhá. Máu là danh hiệu và cái con pet này thôi. Nó đã được hơn 100.000 máu rồi. Chém. Đấy, áp sát là chết luôn. Đang nó dùng dòng chiến các bạn ạ. Dòng chiến thì yếu hơn con tiểu DK này. Đấy, chém. Rồi, thắng. Ok. Atlantis. Rồi. Như vậy là MG là một trong những class đánh cận chiến nhá. MG chiến là đánh cận chiến các bác nhá. Rất là khỏe luôn. Rồi cảm ơn các bác đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong con game MU-BK.com. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.